qua hai ngày thì vui chơi trở về tự nhiên mà một nhiên như trẻ thơ. Các bạn nghĩ sao trong hai ngày đó, vui không? Vui. Nên tôi rất vui và lội được 600 dặm. Ta có cả tình biển cả, cả tình người đầy đủ, ấm cúng, rất ấm cúng. Các bạn đã tham gia đầy đủ, như biển cũng như trên bờ. Hôm nay chúng ta lại có cơ hội hội tụ lần trót nữa để nhớ lại kỷ niệm một năm chỉ có hai ngày vui nhộn nhất của chúng ta. Những người không có tham dự được đại hội dũng hành này thì thấy không, tự mất trật tự thôi, chứ kỳ thật thời cuộc là chuyện của thời cuộc, mà chúng ta vui khỏe là cái nhiệm vụ của chúng ta. Cần vui khỏe chứ không cần hòa trong thời cuộc tạo loạn cho chính mình, cái đó không được. Chuyện chung đều có người ta lo, chuyện mình phải lo là sức khỏe và tâm lực. Cho nên qua mấy ngày đại hội, tôi thấy các bạn nụ cười được ướm nở trên môi, mọi người được vui tươi, tôi thấy lạ lùng. Trên đài truyền hình thì tuyên bố chiến tranh, nhưng mà chúng ta thực hành chánh pháp, cố gắng đi về trời, mọi người đều có tâm tư riêng biệt, thoát phạm. Cho nên chúng ta có thể họp được 500-600 người nhưng mà không mất trật tự. Chúng ta lại được khen nhóm vô vi rất có trật tự và rất đúng giờ. Điều này là rất quý cho chúng ta. Năm nay là một năm đã qua, mong sang năm chúng ta sẽ có một nơi tốt hơn và sẽ vui hơn, càng ngày càng tiến triển và trật tự càng đầy đủ. Thành thật cảm ơn sự tham gia của các bạn.